Tại phường Long Hưng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân quận Ô Môn vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn. Căn nhà được khởi công xây dựng cho hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, ngụ khu vực Thới Hòa B, phường Long Hưng với diện tích 40 m2, kết cấu vách tường mái tôn nền lót gạch, dự kiến sẽ hoàn thành trong 40 ngày, kinh phí 70 triệu đồng do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Cần Thơ dẫn động công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ tài trợ. Dịp này, Ô Môn cũng tổ chức lễ khởi công xây dựng đồng loạt 8 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn phường Long Hưng, Thới Long, Trường Lạc, Châu Văn Liêm.